sự thật. Thưa quý vị, thôn Dương Trung, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My nằm dọc theo trục đường DH xã Trà Dương. Toàn thôn có 254 hộ với 1.131 nhân khẩu. Năm 2017, xã Trà Dương chọn thôn Dương Trung thực hiện làm điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đây là chủ trương lớn được cán bộ và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tuyến đường DH trải dài hơn 4 km tại thôn Dương Trung đã được bê tông hóa. Cạnh đó, các trục đường chính đi vào thôn đều được bê tông hóa 100%. Cảnh quan đường xanh sạch đẹp, thuận tiện cho bà con nhân dân trong thôn đi lại, vận chuyển hàng hóa. Thôn Dương Trung có 254 nhà ở kiên cố, không có nhà tạm, nhà dột nát. Trên 85,4% người dân trong thôn đều xây dựng tường rào, cổng ngõ, nên đã giữ được nét đẹp truyền thống của những ngôi làng quê của người Việt, vừa tạo cảnh quan thoáng mát, trong lành, chỉ có ở những vùng nông thôn miền sơn cước. Đối với nông thôn mới của xã Trà Dương chúng tôi á, thì được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền từ cấp huyện đến cấp xã, đặc biệt là người nông dân là cái như là đi sau vấn đề làm ăn, chú trọng về vấn đề cái như là kỹ thuật của khoa học, được sự cái như là tập huấn của cấp trên về hỗ trợ cho xã Trà Dương rất nhiều về mọi mặt. Ví dụ như là hiện bây giờ là xây dựng nông thôn mới là cũng đạt khá nhiều về tiêu chí, về tiêu chí dụ như là đường, trường trộm hoặc là kênh mương thủy lợi để phục vụ đảm bảo tưới tiêu mùa màng rất khó trống. Từ khi các nguồn vốn từ các chương trình xây dựng nông thôn mới đến với người dân, cơ sở hạ tầng thiết yếu, giao thông được đầu tư nên việc đi lại thuận lợi. Người dân trong thôn đầu tư phát triển sản xuất, thu nhập bình quân đầu người của người dân đạt trên 45 triệu đồng mỗi người một năm, cao hơn 18,3% so với thu nhập bình quân đầu người của toàn xã. Thôn Dương Trung được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa nhiều năm liền. Hiện thôn có 235 trên 254 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Địa phương tập trung xây dựng thôn, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Dương Trung thì nhìn chung có bộ mặt của nhân dân là phát triển. Nhân dân từ một thôn có những cái hộ nghèo và hộ khó khăn nó cao, nhưng mà khi phát động và đến tới nay là đạt được thì từ cái tiêu chí hộ nghèo giảm dần cũng như là đời sống nhân dân là phát triển, từ thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Từ khi triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tất cả các việc làm đều được công khai dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Vì vậy, nhân dân toàn thôn hưởng ứng rất cao và đồng lòng trong hành động. Vì với thôn Dương Trung hôm nay là một diện mạo mới từ những con đường mới, ngôi nhà mới, nếp sống mới.